Bức tâm thư mẹ già gửi bốn cô con dâu khiến hàng triệu người thức tỉnh. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Thưa quý vị, từ xa xưa, người ta đã truyền tai nhau câu nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Câu nói ấy không chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở về vai trò của từng thành viên trong gia đình, mà còn thể hiện sự quan trọng của tình yêu thương, sự tôn trọng và trách nhiệm mà mỗi người phải gánh vác để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Trong mỗi gia đình, sợi dây tình cảm giữa các thành viên được kết dệt từ những hành động yêu thương, sự cảm thông và lòng tôn trọng lẫn nhau. Đó chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một gia đình hạnh phúc, nơi mà mọi thành viên đều cảm thấy an yên và được yêu thương. Trong xã hội hiện đại ngày nay, có không ít nàng dâu đã chọn cách đối xử với bố mẹ chồng bằng sự yêu thương chân thành và lòng kính trọng sâu sắc. Họ nhận ra rằng việc giữ gìn hạnh phúc gia đình không chỉ dừng lại ở tình cảm vợ chồng, mà còn phải biết trân trọng mối quan hệ với những người đã sinh thành và dưỡng dục người bạn đời của mình. Những nàng dâu ấy không chỉ vun vén cho tổ ấm của riêng mình, mà còn nâng niu từng quả ngọt trong đời sống hôn nhân, giúp gia đình thêm phần gắn kết ấm cúng. Tuy nhiên, trong một cuộc sống, điều gì cũng có hai mặt. Cùng với sự thay đổi của thời đại, ngày nay cũng xuất hiện không ít nàng dâu với cá tính mạnh mẽ, thậm chí đôi khi còn khó tính hơn cả mẹ chồng. Những nàng dâu này với bản tính độc lập và tinh tường luôn cố gắng khẳng định mình, thậm chí tìm cách đối phó với bố mẹ chồng. Sự tự tin và quyết đoán của họ mặc dù đáng ngưỡng mộ, nhưng đôi lúc lại dẫn đến những hành động và lời nói thiếu tinh tế. Có những nàng dâu vì muốn bảo vệ bản thân hoặc giữ gìn cái tôi cá nhân mà vô tình làm tổn thương những người xung quanh, đặc biệt là bố mẹ chồng. Thậm chí trong một số trường hợp, cách họ ứng xử trở nên hỗn láo, thiếu văn hóa, khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng, xa cách. Và đó là điều không ai mong muốn. Thưa quý vị, hạnh phúc gia đình là một chặng đường dài, cần sự đóng góp của tất cả mọi người. Chúng ta, dù là bậc làm cha làm mẹ hay là những người con dâu, đều cần phải biết lắng nghe, thấu hiểu và đặt tình cảm lên hàng đầu. Sự yêu thương kính trọng giữa các thành viên trong gia đình không chỉ là nền tảng giúp xây dựng tổ ấm mà còn là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc dài lâu. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện, suy ngẫm về cuộc sống và rút ra cho mình những bài học quý giá để vun đắp cho gia đình của chính mình, quý vị nhé! Tâm sự đắng chát của mẹ chồng có bốn con dâu, chẳng ai chịu ở chung nhà với bố mẹ. Khi viết những dòng này, mẹ thực sự đang nghẹn đắng trong cổ họng. Mẹ không phải vì muốn lên án hay chỉ trích các con, mà chỉ thấy chạnh lòng. Hôm nay đi ăn cưới, ngồi nói chuyện với mấy người bạn học cũ. Mấy chục năm về trước, mẹ thấy họ vui vẻ lắm. Họ cười nói xôn xao vì cưới được cô con dâu ngoan. Và mấy con trai sẽ mua nhà ở thành phố, đón bố mẹ lên ở cùng. Mẹ chạnh lòng khi có người khoe con trai đi nước ngoài giàu có, rồi con dâu ở nhà thì ngoan ngoãn, hiếu thảo, phụng dưỡng bố mẹ chồng chu toàn. Mẹ buồn khi có người khoe con gái đi lấy chồng, nhà chồng tốt, mua nhà riêng mà còn đón được mẹ lên ở cùng. Mẹ rơm rớm nước mắt. Người kể lại ra vỗ vai mẹ hỏi, thế bà Ngân dạo này thế nào? Tình hình bốn đứa con trai của bà giàu có cả chứ? Bà đang ở với đứa nào? Mẹ khóc. Mẹ thực sự đã khóc. Chỉ là mẹ cố giấu đi giọt nước mắt của mình, không muốn cho họ thấy mẹ đang khóc. Mẹ nhói đau vì mẹ sợ mình nói thêm vài câu nữa sẽ ôm mặt mà khóc òa. Như những đêm mẹ nhớ các con đến quay quắt trong lòng. Ngày cưới đứa thứ nhất, mẹ bảo các con thích cứ ra ngoài ở riêng, mẹ không dám giữ vì các con cũng cần có sự tự do của riêng mình. Rồi đứa thứ hai, đứa thứ ba, các con chưa cần mẹ nói đã tự dọn ra ngoài ở cho bằng anh bằng em. Các con không cam lòng ở chung nhà với bố mẹ, các
căn bản vì vợ các con không thích làm dâu. Mẹ có giữ lại, nhưng tất cả đều có lý do để ra đi. Bố mẹ buồn nhưng phải tôn trọng các con, tôn trọng sự riêng tư này. Mẹ còn cậu con trai út, hy vọng rằng sau khi cưới, vợ con sẽ ở đây cùng với bố mẹ. Mẹ đã canh cánh trong lòng như vậy và hứa sẽ lo cho con đầy đủ. Mẹ xây nhà to rộng để khi con cưới vợ về, vợ chồng con được nhà cửa khang trang. Ấy vậy mà, lúc con cưới về mới được 2 tháng, con đã xin phép ra ngoài thuê nhà ở riêng với lý do đi làm hơi xa. Mẹ buồn lắm, mẹ đã động viên các con ở lại vì nhà cửa rộng rãi, đi thuê nhà chật chội. Nhưng con dâu im lặng, con trai mẹ cũng im lặng luôn. Hôm đó, mẹ nghe hai con nói chuyện, mẹ mới biết con dâu chán cảnh, không được tự do. Ở nhà chồng mà mẹ nào có cấm đoán gì các con? Con dâu bảo vợ chồng không có không gian riêng tư để nuông chiều nhau. Mẹ cũng đâu cấm các con. Vậy mà mẹ chăm sóc hai đứa, không phân biệt con trai con dâu. Mẹ hết lòng tận tụy vì gia đình mình. Mẹ lo cho con dâu từ A đến Z, từ cơm nước đến giặt giũ. Một việc con cũng không phải động vào. Đi làm xa, mẹ hiểu nên đã cố gắng làm tất cả việc nhà để con có thể yên tâm. Nhưng tất cả những điều đó chưa khiến các con hài lòng. Câu chuyện khiến mẹ buồn nhất là các con tị nạnh nhau. Nào là anh lớn có nhà, anh thứ hai, anh thứ ba cũng ra ngoài ở riêng, cũng được bố mẹ vun vén. Nhưng sao các anh không phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ sau này? Bố mẹ già, mình ở đây thì gánh trách nhiệm đó, chứ đâu phải các anh. Đó là lời của vợ con. Mẹ đã khóc, mẹ khóc vì bố còn trẻ, còn khỏe mà các con đã lo ở chung với bố mẹ. Sau này trách nhiệm chăm sóc ông bà già này thuộc về các con. Có con cái nào lại suy nghĩ như vậy? Mẹ đã thực sự chăm sóc các con, chăm chồng của con dâu mẹ bao nhiêu năm nay. Không lẽ vài năm tuổi già, các con cũng không muốn chăm sóc bố mẹ? Đau khổ hơn là con trai cũng nghe lời vợ, chấp nhận việc ra ngoài ở riêng, mặc cho ông bà buồn rầu, tủi khổ, nhớ thương. Bây giờ thì mẹ đã hiểu, mẹ càng khóc to hơn khi người ta nói chuyện được các con hiếu thảo phụng dưỡng, có con dâu tốt bụng, chu toàn. Mẹ nào được cái phước phận ấy? 4 người con trai nhưng không ai muốn nuôi bố mẹ vì ai cũng sợ mình thiệt thòi hơn các anh chị em trong nhà. Mẹ giàu cũng là con trai, cũng là con mẹ đã dùng cả tấm lòng để yêu thương. Tại sao các con không chịu hiểu? Con ơi! Bố mẹ có thể nhượng lại cho các con căn nhà lớn vì với bố mẹ không có con nào hơn con nào. Mẹ sẵn sàng cho con tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Ăn những món ngon nhất mà bố mẹ chưa một lần được đụng đũa. Dù đã già, mẹ cũng mãi hy sinh vì các con, thương yêu các con. Hôm nay, ngồi trong căn nhà lớn, vắng bóng tiếng cười trẻ thơ, tiếng các cháu vui đùa, vắng tiếng các con của mẹ, mẹ buồn vô hạn. Các con có hiểu lòng mẹ đau đớn nhường nào? Sau này, khi con của các con lớn, chúng cũng đi lấy chồng, lấy vợ hết rồi, không muốn ở chung với bố mẹ mình. Các con sẽ hiểu cảm giác của bố mẹ lúc này. Các con ơi! Mẹ già như chuối chín cây, ngoài 60 tuổi, bà Huyền đã có thâm niên đau ốm hơn 20 năm trời. Trong khoảng thời gian ấy, dù có đến nửa tá con, chỉ gia đình anh con cả quan tâm chăm sóc bà. Những đứa con còn lại chẳng khác gì người dưng. Bà Huyền vốn xinh đẹp, lại là con duy nhất của một gia đình bề thế. Người cao tuổi trong làng kể lại rằng, ngày xưa bà Huyền là niềm ao ước của thanh niên trai trẻ trong vùng. Chẳng rõ số phận run rủi thế nào mà bà lại lấy ông bộ. Về sau, người ta mới biết việc bà Huyền lấy chồng là do bố đẻ sắp đặt. Dù không ít kẻ si mê, nhưng cuối cùng bà Huyền lại kết hôn với người đàn ông bình thường, không có gì nổi bật. Điều khiến bố bà Huyền gật đầu nhận con rể là do ông bộ hiền lành và chấp nhận ở rể. Ông bộ ở rể được trên 10 năm thì bố mẹ vợ lần lượt qua đời. Trong khoảng thời gian ấy, vợ chồng nhà này cũng đã sinh nửa tá con, gồm 4 trai 2 gái.
Từ thân phận ở rể thì bố mẹ vợ qua đời, ông Bộ nghiễm nhiên trở thành ông chủ của một cơ ngơi to lớn nhất nhì làng, được số chuột sa chĩnh gạo. Thế mà anh thanh niên Bộ hiền lành chịu khó năm nào cũng trở thành kẻ thích hưởng thụ. Người xưa có câu, miệng ăn núi lở. Đã đông con, lại cộng thêm ông chồng ham chơi, làm chẳng mấy chốc tiền bạc trong nhà đội nón ra đi. Khi con cái đã trưởng thành và lần lượt lấy chồng lấy vợ thì cũng là lúc bà Huyền đổ bệnh. Ban đầu chỉ vì một cú ngã, sau đó chẳng rõ số mệnh thế nào mà người đàn bà khốn khổ này cứ liệt dần. Tiếng là đông con, nhưng vì đau lâu ốm dài nên sự tận tình của chúng với bà Huyền cũng dần tỷ lệ nghịch với quá trình đau ốm. Những năm đầu mới lâm bệnh, bà Huyền được chồng và các con lưu tâm chăm sóc, nhưng càng về sau, sự quan tâm càng nhạt. Trước kia, mấy đứa con gái của bà hàng tuần còn đến thăm mẹ, lâu dần dăm bữa nửa tháng, chúng mới thoảng qua. Còn vợ chồng đứa út, biện cớ phải dạy học xa nên chúng thuê nhà ở tít ngoài phố. Ngày lễ Tết, chúng về chốc lát, ăn xong là nhổ neo về phía ông Bộ. Trước đây còn hỗ trợ vợ chồng đứa con trai cả chăm sóc vợ, nhưng thời gian sau, người đàn ông này cũng dần buông. Ở tuổi ngũ tuần, ông còn cường tráng lắm, vì vậy nhân một lần cha con cãi nhau, người làng thấy ông Bộ lui về căn nhà cũ, sống cảnh cơm một niêu, lều một gian với bà Huyền. Từ chỗ chồng con đề huề, sau trận ốm, bà trở thành quả bóng, để cha con ủng hộ, đá qua đá lại. Càng về sau, bà chỉ còn biết trông cậy vào vợ chồng người con trai cả. Lúc còn làm ra tiền, vợ chồng bà Huyền thường vun vén cho cậu út. Nhưng khi đau ốm, lại phải nhờ dâu trưởng. Vậy nên những ngày đầu, vợ nam thường tiếng chì tiếng bấc. Cô bóng gió đến chuyện phải nuôi mẹ chồng nằm liệt một chỗ, trong khi chẳng có được lộc lá như những đứa khác. Trong thế bị kẹt, nam chỉ biết nín nhịn, tự mình chăm sóc mẹ già. Những việc nặng nhọc trong nhà, một tay anh cáng đáng, tắm rửa, cơm nước, giặt giũ cho mẹ. Dù là con trai, nhưng anh cũng chẳng nề Hà. Lâu dần, việc làm của Nam đã khiến Hà vợ anh thay đổi. Sau giờ làm, cô tranh thủ về sớm tắm rửa cơm nước cho mẹ chồng. Nhờ sự chăm sóc tận tình của vợ chồng Hà, sức khỏe bà Huyền có sự chuyển biến tốt. Từ liệt giường, bà Huyền bắt đầu nhúc nhích đi lại và dần tự chủ trong sinh hoạt. Sau 20 năm, vào một buổi sáng, người làng nhìn thấy bà Huyền bước chân ra khỏi nhà như chim non ra ràng. Một thời gian sau đó, sức khỏe của bà hoàn toàn bình phục. Hiểu tấm lòng hiếu thảo của con dâu, bà Huyền hết lòng giúp đỡ chúng. Người xưa có câu, một mẹ già bằng ba đứa ở, quả không sai. Từ khi khỏe mạnh trở lại, một tay bà Huyền chăm lo cho các cháu để vợ chồng Hà làm ăn. Từ đó kinh tế gia đình vững lên trông thấy. Dịp cuối tuần vừa qua, bà Huyền triệu tập dâu rể và đức ông chồng về nhà trai cả tổ chức liên hoan. Trước khi vào mâm, bà Huyền tiết lộ mình có ba cây vàng. Trong suốt thời gian ốm đau khó khăn nhưng vẫn cố dành dụm. Nay sức khỏe đã bình phục nên bà quyết định dành phần tài sản cuối đời cho con dâu trưởng. Đến lúc này, ông Bộ cùng mấy đứa con dù không muốn nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn. Từ đấy cuối tuần, người ta lại thấy những đứa con lâu nay mất mặt quy tụ về nhà anh cả ăn uống tưng bừng. Nhìn vào cuộc sống hôm nay, người trong làng ai cũng cho rằng số bà Huyền ăn về hậu vận. Vớ bở miếng đất cho con gái 2,6 tỷ, con trai không một xu. Đến khi nhớ cháu nội, mẹ già chỉ biết khóc. Có những gia đình thương con trai không hết, ngược lại có những gia đình xem con gái như thể duy nhất. Trên hết, sự thiên vị của cha mẹ khiến những đứa con dù là ai vẫn chịu tổn thương. Trước đây theo quan niệm cũ, cha mẹ thường trọng con trai hơn vì cho rằng con gái lấy chồng là bát nước hắt đi. Còn con trai sau này làm nơi thờ cúng tổ tiên, ông bà, phụng dưỡng cha mẹ già. Tuy nhiên suy nghĩ này ngày nay đã khác. Trong nhiều gia đình bây giờ, lắm khi báo tin vui sinh con gái, cả nhà lại nhảy cẫng lên vì vui mừng. Ngược lại, nhiều người sau khi suy tính thiệt hơn vẫn bảo sinh con gái bây giờ là phúc. Có chồng, con gái cũng vun vén cho nhà mẹ ruột.
về già cũng chỉ còn mỗi con gái trông nom săn sóc, cho bát cơm, đút cho miếng cháo ốm đau. Kể cũng bởi suy nghĩ này mà nhiều người lớn tuổi trước còn bảo thủ thì nay đã bắt đầu muốn quay xe. Buôn bán cho con gái, bà Dương và chồng sau bao năm tháng chăm chỉ cũng được hưởng mức lương hưu hậu hĩnh. Hai con đều đã lớn, lập gia đình nên có thể gọi là thảnh thơi, ăn hưởng tuổi già. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Chồng của bà đột ngột ngã quỵ trong một lần dắt thú cưng đi dạo gần nhà. Sau 3 tiếng nhập viện thì ông không qua khỏi. Mất chồng, thế giới cây cao bóng cả của bà như sụp đổ trước mắt. Để khuây khỏa, bà đăng ký tham dự nhiều buổi workshop nấu ăn. Theo chùa, bà gặp gỡ nhiều người. Trong những buổi chuyện trò của các bà, thỉnh thoảng có người hỏi bà về già, thích ở cùng con trai hay con gái. Khi ấy, bà chẳng mấy để tâm. Dù chồng đã mất, nhưng tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm sao có thể phai nhạt. Bà vẫn luôn xem như ông còn đó, quanh quẩn cùng bà trong mọi việc thường nhật. Ngày giỗ đầu, bà tự tay làm tất cả mọi thứ thật tươm tất và chỉ còn chờ các con đưa cháu về giỗ ông là coi như hoàn hảo. Cô con gái và con rể tranh thủ thu xếp công việc, đưa các con về nhà. Vẻ ngoài căn nhà trống trải, thiếu vắng tiếng cười đùa, bỗng trở nên rộn ràng. Còn chỉ chờ con trai đưa vợ và cháu nội về nữa là đông đủ. Giờ cúng giỗ đến gần, vẫn không thấy con trai đâu. Bà Dương sốt ruột bắt máy gọi, thì đầu dây bên kia chỉ trả lời gọn lọn một câu: tụi con quên mất. Trong lòng bà khi ấy sụp đổ về niềm tin với con trai. Vốn dĩ ngày giỗ đầu của cha, con trai trưởng phải có trách nhiệm lo toan hết. Đằng này mẹ ở nhà đã làm từ A tới Z, chỉ có mỗi một việc đem vợ con đến thắp cho cha một nén nhang, rồi quây quần ăn mâm cơm cúng, mà cũng không làm được. Khi đó trong đầu bà Dương đã thầm nghĩ, chẳng còn trông chờ gì được vào con trai, nên sau này về già sẽ chỉ biết cậy dựa vào con gái. Con gái bà Dương chỉ có mỗi tội là không giỏi làm việc nhà nhưng lại có hiếu với mẹ. Còn con rể của bà cũng rất chu đáo, biết nghĩ cho nhà vợ, lại nhiệt tình và chu đáo, sắp xếp đủ mọi mặt, được cả vợ lẫn chồng, nên bà xem như đã sắp đặt xong tuổi già cho mình. Trước đây khi còn chồng, cả hai đã mua một miếng đất ngoại thành rất rộng rãi, có sẵn một căn nhà lớn một tầng. Dự tính khi về già, hai ông bà sẽ về vui thú điền viên, sống những ngày tháng cơm canh vườn nhà, trà chiều bên suối, an nhiên ở tuổi bên kia sườn dốc. Tuy nhiên, từ khi chồng mất, bà Dương không còn nghĩ đến nó nữa. Bất ngờ ngôi nhà này nằm trong diện quy hoạch mở đường, bà Dương được nhận một khoản bồi thường như vớ bờ, khoảng 3 tỷ rưỡi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà quyết định đưa 2,6 tỷ cho con gái, chỉ giữ lại gần 1 tỷ mà không đưa bất kỳ một đồng xu nào cho con trai. Khi hay tin, con trai tức tốc về gặp bà để làm cho ra lẽ. Vợ chồng anh sống ở phố nhưng căn hộ chỉ được 40 m², cả nhà gồm hai vợ chồng và hai đứa con đều phải xoay sở trong diện tích chật hẹp. Khi nhu cầu sinh hoạt ngày một cao, anh tỏ ý mong mẹ nghĩ lại, chia số tiền 2,6 tỷ đồng kia đều cho công bằng. Theo đó, anh sẽ hưởng 1,3 tỷ để sắp xếp đổi một căn nhà rộng rãi hơn cho các con. Còn chị gái nhận số tiền tương đương. Làm như vậy sẽ công bằng cho cả hai. Nhưng bà Dương rất cứng lòng. Bà nói số tiền 2,6 tỷ cho con gái là khoản đầu tư về già. Bà sẽ nương tựa vào đó chứ không phải con trai. Vì vậy, đừng mơ tưởng gì đến số tiền đó nữa. Người con trai thấy mẹ cố chấp nhưng vẫn nhẫn nại cố thuyết phục. Anh nói rằng con gái lấy chồng chỉ là bát nước hắt đi. Nếu mẹ muốn có người phụng dưỡng thì đâu phải chỉ có con gái mới lo chu toàn được. Hơn nữa điều kiện kinh tế bên nhà chị gái rất tốt, không có khoản tiền đó cũng không là vấn đề lớn. Trong khi anh và vợ đều là những người làm công ăn lương, thu nhập không đáng là bao. Đầu tư nhà lớn hơn bây giờ thì sau này sẽ không chịu thiệt. Mặc cho con trai dùng mọi lý lẽ thuyết phục, bà Dương vẫn vững như đá tảng, không chịu chuyển rời. Hôm đó, người con trai đóng sầm cửa lại và bỏ đi trong tức giận. Từ đó về sau, không khi nào bà còn được gặp các cháu nội.
3 năm liền, Tết Nguyên đán, con trai đều không đưa con về thăm nội. Những dịp giỗ cha cũng không thấy đâu. Bà rất nhớ các cháu nhưng vẫn cố kìm lòng. Cho đến một hôm, nỗi nhớ cồn cào ruột gan không thể chịu được nữa nên bắt xe đến gõ cửa nhà con trai. Không ngờ người mở cửa lại là một ông cụ tóc đã nhuộm bạc. Hóa ra cậu con trai đã không còn ở đó nữa. Dò la tin tức từ cơ quan cũ của con trai, một người đồng nghiệp ở đó cho biết cậu ấy đã nghỉ việc cách đây 3 năm. Ngay lập tức, bà bắt máy tìm lại số điện thoại cũ nhưng không ai bắt máy. Lúc này bất đắc dĩ, bà đành gọi cho con dâu. May sao cô này bắt máy. Con dâu cho hay cả hai vợ chồng di cư đến miền Nam sinh sống và lập nghiệp. Cuộc bươm trải tuy vất vả nhưng may mắn mỉm cười. Họ đã mua được căn nhà rộng 130m² và ở khu vực đắc địa, gần trường gần chợ. Con trai cô cũng đã được vào trường danh tiếng. Sau này, nhờ bắt lại liên lạc, cậu con trai chịu quên đi chuyện cũ. Mẹ con họ đã hòa giải với nhau. Có lương hưu, mẹ già vẫn làm giúp việc, chu cấp cho con gái 11 triệu đồng một tháng, hết lòng vì con vì cháu. Nhưng đến khi nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm của bà thông gia, bà Hương quyết định không mềm lòng mà cắt tất cả các khoản tiền chu cấp. Tôi đã nghĩ rằng tất cả những gì mình làm cho con cái đều được đền đáp khi già đi. Nhưng khi đi qua hơn nửa đời người, tôi thấy rằng những gì mình làm đều vô ích. Lời tự bạch của bà Hương. Năm 25 tuổi, bà kết hôn với người mình yêu thương. Trong suốt 4 năm đại học, hạnh phúc chỉ mới chớm thì người chồng của bà qua đời trong một tai nạn giao thông. Sau 7 năm chung sống, họ có một người con gái. Tuy nhiên, sự ra đi của người bố khiến hai mẹ con buộc phải nương tựa vào nhau. Thời gian đầu khi con còn nhỏ, bà thường gửi con gái cho bà ngoại. Cho đến khi được 4 tuổi, bà mới đón con gái lên thành phố ở cùng. Đến lúc đó, bà Hương mới nhận ra rằng mình buộc phải mạnh mẽ, không thể dành tình yêu thương cho con như cách của một người cha. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ để con gái phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Con cái muốn gì, bà đều sẵn sàng đáp ứng. Hiểu được vất vả của mẹ, con gái bà luôn chăm chỉ học tập. Cô thi đậu vào trường sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, cô thậm chí còn tự xin việc tại một trường mầm non gần nhà với mức lương khoảng 20 triệu mỗi tháng. Bản thân bà Hương cũng có lương hưu khoảng 8,2 triệu đồng. Cộng thêm bán nước gần nhà cũng được khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống như vậy giúp bà không cần con gái phải chu cấp tiền dưỡng già. Chi tiêu tiền lương hưu không hết, bà vẫn dành dụm, tiết kiệm để chờ đến một ngày có thể cho con gái khi lập gia đình. Cách đây 4 năm, con gái bà quyết định kết hôn với một người đàn ông kém 1 tuổi. Là một người mẹ thương con, bà luôn ủng hộ. Khi con gái và con rể mua nhà, bà cũng dồn tiền tiết kiệm ra cho khoảng 350 triệu. Sau khi kết hôn chưa được bao lâu, con gái bà Hương có bầu. Vì sức khỏe yếu, cô buộc phải nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai ngay từ những ngày đầu. Vốn dĩ hai vợ chồng trẻ đi làm vẫn có thể duy trì cuộc sống bình thường. Tuy nhiên khi gia đình chuẩn bị chào đón thành viên mới, tài chính lại trở thành vấn đề đau đầu vì không đủ tiền để trang trải cuộc sống. Cô con gái hết lần này đến lần khác vay tiền của mẹ. Hiểu được hoàn cảnh của con, bà Hương quyết định cho con 11 triệu đồng một tháng để trả nợ tiền điện, tiền nhà nhằm giảm áp lực tài chính. Cho đến khi con gái sinh em bé, bà lại lên thành phố để chăm con, chăm cháu. Sau 2 năm, em bé được gửi đi lớp. Ở nhà không còn công việc gì, bà quyết định làm giúp việc với mức lương 15 triệu đồng. Cộng với tiền lương hưu mỗi tháng, bà được khoảng 23 triệu đồng. Sau khi đưa cho con gái 11 triệu đồng một tháng, bà vẫn để ra được gần 10 triệu. Chi tiêu không tốn là bao. Tuy nhiên, tôi muốn đi làm để có tiền giúp con gái khi nó cần. Tôi không biết tại sao tôi luôn nghĩ về nó khi muốn bắt đầu công việc. Có lẽ đây là tình mẫu tử. Bà Hương tâm sự. Thậm chí ngay cả khi mọi người xung quanh nói nên nghỉ ngơi để tận hưởng tuổi già, bà vẫn muốn đi làm để giúp đỡ con cái. Tuy nhiên, những gì bà nhận được lại không xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Đầu năm nay, trong khi đang dọn dẹp ở nhà chủ, bà Hương không may trượt chân ngã. Sau khi báo tin cho con, bà chỉ nhận về những lời hỏi thăm lạnh nhạt.
Thậm chí trong suốt một tuần nằm viện, con gái hay con rể cũng chẳng vào thăm bà. Chúng chẳng hỏi bệnh tình của tôi như thế nào. Điều chúng quan tâm là chấn thương này có ảnh hưởng đến công việc không? Hay bao giờ tôi mới khỏi để đi làm? Bà Hương vừa nói vừa thở dài. Thực tế, bà cũng chẳng cần con phải túc trực trong viện thường xuyên với mình, bởi vẫn còn công việc. Tuy nhiên, bà Hương cần sự quan tâm như cách bà đã hết lòng vì con trong suốt thời gian qua. Trong lúc bị bệnh, bà nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm từ nhà thông gia. Kể hết mọi chuyện, bà Hương bất ngờ với phản ứng của bà cụ bên đó. Tại sao ở tuổi này rồi bà còn phải đi làm giúp việc? Chuyện của các con, chúng nó phải tự xoay sở. Chúng ta chỉ cần giúp trong khả năng, chứ không cần phải lao lực đến vậy. Đã làm việc hơn nửa đời người, bà cũng như tôi, cần được nghỉ ngơi. Bà thông gia nói. Nghĩ lại những gì đã cho con và cách ứng xử, sau cuộc nói chuyện đó, bà đã quyết định ngừng chu cấp cho con gái và cũng dừng luôn công việc làm thêm. Dù sao tôi cũng có lương hưu, một khoản tiền tiết kiệm nhỏ, tôi hoàn toàn có thể sống độc lập mà không cần phải trông cậy vào con cái. Bà Hương chia sẻ. Khi thông báo quyết định này, bà nhận được vẻ mặt buồn bực của con gái và con rể. Tuy nhiên lần này bà quyết không mềm lòng. Đã đến lúc tôi cần nghĩ về phần đời còn lại của mình thay vì suốt ngày lo lắng cho con cái. Đúng như lời của bà thông gia, tôi cần bớt quan tâm hơn bởi điều đó sẽ tốt cho bản thân và các con. Bà Hương nói. Quý vị thân mến, với cha mẹ, chúng ta, những đứa con khờ dại chính là tất cả của họ và họ sẽ sẵn sàng hy sinh, đánh đổi mọi thứ chỉ để chúng ta được đủ đầy và hạnh phúc. Đôi lúc, cha mẹ quên đi chính mình, quên đi những nếp nhăn chẳng chịt mà sương gió cuộc đời để lại. Quên đi sức khỏe tráng kiện ngày nào đã dần suy yếu vì những lần dãi nắng dầm, mưa. Ấy mà họ lại luôn nhớ và ưu tiên những điều tốt nhất dành cho chúng ta, từ miếng ăn manh áo. Việc học, sự nghiệp, thậm chí còn lo cho hạnh phúc lứa đôi của chúng ta nữa. Cha mẹ là vậy đấy, luôn yêu thương, dành trọn sự quan tâm và những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Thấy chúng ta trưởng thành nên người, sống đủ đầy thoải mái và hạnh phúc chính là niềm vui, là lý do sống của cha mẹ. Biết ơn cha mẹ thật nhiều và đừng ỷ lại, đừng dựa dẫm, cũng đừng trách móc cha mẹ, quý vị nhé. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Nỗi nhớ mùa đông. Mỗi buổi sáng mùa đông se lạnh, tôi thường nghe văng vẳng giai điệu bài hát Nỗi nhớ mùa đông của nhạc sĩ Phú Quang từ bên nhà đối diện. Cách tôi một con đường nhỏ, xẻ dãy phố nhuốm màu cổ kính rêu phong thành hai nửa. Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông băng se lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Tôi bước xuống khỏi giường, những ngày đông, trừ phi dậy sớm đi làm, còn lại tôi thường dậy trễ, có khi mở mắt tỉnh dậy thì nắng đã lấp ló bên ngoài, từng vệt nắng xuyên qua khe cửa nghiêng ngả trên tầng gác mái. Giai điệu nỗi nhớ mùa đông bất chợt gọi thức tôi. Từ khung cửa sổ phía bên này, tôi lắng tai nghe, là những ca từ quen thuộc mà tôi nằm lòng, vẫn thường ngân nga trong những ngày đông chậm chậm đến. Gió mùa đông bắc lạnh lạnh, những hàng cây chút lá xuống mặt đường. Nắng vàng mong manh không đủ sưởi ấm đôi tay, da mặt của người qua phố. Tôi đứng đó cho đến khi tiếng violon tắt lịm, lời hát của nữ ca sĩ từ trong radio cũng dừng hẳn. Tôi thong thả bước xuống cầu thang, gật đầu thay lời chào người chủ nhà rồi đi thẳng ra phố. Những ngày đông nắng trốn đi đâu mất biệt, để lại thành phố mù mờ màu sương. Một nét buồn lãng mạn xẹt qua những dãy phố nhuốm màu thời gian, qua từng bước đi của người già lặng lẽ dưới những con đường mơ mộng. Tôi ngồi trên ghế đá, ngắm dòng người lặng lẽ đi qua đường. Xa xa, bóng người thiếu nữ ở tầng nhà bên kia thấp thoáng trong những đợt gió mùa chút lá. Thiếu nữ với phím violon thật da diết trong căn phòng có ban công đón nắng.
bất chợt gợi lại trong tôi nỗi nhớ thiết tha về một mùa đông xa xăm, về người con gái cũng có vóc hình giống thiếu nữ, đàn và hát điệu nghệ như thiếu nữ, và đôi mắt đầy đam mê, khao khát như người thiếu nữ cách tôi con đường uốn cong giữa những bức tường nâu trầm, xám ngắt. Chúng tôi đến thành phố này vào một mùa đông lạnh, những chiếc áo ấm không đủ sưởi lòng bằng cái nắm tay của hai con người từ một miền xa về phố để thực hiện những giấc mơ dài. Mùa thu kết thúc bằng những đợt lá bay, mùa đông sang mang vào lòng tôi bao niềm nhớ thương về một thời xa lắc. Chúng tôi thuê lại căn nhà gác mái của một quá phụ. Nhà bà rộng, có tầng gác mái không ai ở, chỉ để chất linh tinh mấy món đồ phụ bụi. Bà chủ cho chúng tôi thuê lại với giá rẻ, chủ yếu để trong nhà có tiếng nói tiếng cười mỗi ngày. Ấy vậy, tôi vẫn trả đủ tiền như bao chỗ cho thuê khác. Có chúng tôi về sống trên tầng gác mái, chiếc cầu thang mỗi ngày rung rinh bước chân. Ban công mỗi đêm văng vẳng giai điệu violon của Giang, tiếng guitar của tôi. Trăng rọi xuống mái tóc bồng bềnh, xõa dài hai bên vai Giang. Giang thả hồn vào từng giai điệu, những bài hát tôi mới sáng tác trong những chiều lang thang trong thành phố. Ngồi bên mặt hồ gợn sóng, Giang học thuộc và chơi bằng chiếc violon màu nâu bóng. Âm nhạc có khả năng chữa lành tâm hồn. Tôi và Giang, những kẻ đã từng trải qua đau đớn trong chuyện gia đình, đã tìm đến âm nhạc như một phương thuốc hữu hiệu. Tôi nhớ bên khung cửa sổ trong ngôi nhà nhỏ ở miền quê xa xôi, tôi đã từng ngồi hàng giờ để viết những ca khúc mới cho Giang. Giọng Giang ngọt mềm như nắng mùa thu, bí ẩn như cái rét mùa đông, chợt đi chợt đến và ấm áp như những ngày lê bước qua mùa xuân ngắn ngủi. Liêu nói, giọng em có chất riêng, rất đặc biệt. Lên thành phố hoạt động, em sẽ còn phát triển hơn nữa. Con đường sự nghiệp của em sẽ rộng mở. Giang nhìn tôi, cười tít mắt, một niềm hạnh phúc tột độ dâng lên trong em. Tôi biết âm nhạc là mơ ước của đời em, và tôi cũng vậy. Chúng tôi có nhiều con đường khác để đi, nhưng đã quyết định bỏ hết tất cả chỉ để thăng hoa cùng nghệ thuật, cùng giai điệu du dương trong những đêm trình diễn trên sân khấu, ở các phòng trà trong thành phố. Liêu vẫn thường giúp đỡ tôi và Giang. Có anh, chúng tôi ngày càng có nhiều sâu hơn. Trong những tràng pháo tay của khán giả say sưa thưởng thức âm nhạc, trong men rượu nồng nàn là cái vỗ vai động viên đầy tin tưởng của Liêu. Với tôi và Giang, Liêu không chỉ là bạn mà còn là người mà chúng tôi mang ơn. Trên tầng gác mái, chúng tôi đã có những ngày đi đi về về, lặng lẽ và nhiệt huyết. Mùa thu đi qua, mùa đông bước đến, tình tứ như đôi môi căng mọng của Giang. Đông ướp lên đôi gò má Giang chút hồng, làm tóc Giang phồng lên, bồng bềnh. Những lúc đó trông Giang thật dịu dàng như nàng công chúa ngồi ở ban công một lâu đài, mà các bức tường đã phủ đầy rêu. Còn tôi, một chàng hoàng tử vẫn âm thầm nâng gót chân nàng suốt bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, lang thang để lấy cảm hứng viết cho nàng những bản tình ca đẹp. An này, Giang bất chợt hỏi, khi đó tôi đang ngồi ngoài ban công, dưới ánh trăng, trên tờ giấy là những nốt nhạc đầu tiên của một bài hát dành cho mùa đông dài sao xác lá. Sao đấy em? Anh nghĩ sao nếu em quyết định đi tu nghiệp ở nước ngoài? Câu hỏi của Giang khiến tôi ngạc nhiên, nhưng rồi tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể. Anh sẽ ủng hộ nếu đó là ước muốn của em. Nhưng em sẽ xa anh đấy. Chỉ cần em được sống với giấc mơ của mình, anh sẽ luôn ủng hộ. Tôi trìu mến đáp. Ôi An! Giang bước đến bên cạnh tôi. Tôi bỏ bút ngước mặt lên nhìn Giang. Ánh sáng của vầng trăng vàng rọi vào mắt tôi. Em. Nước mắt Giang đã lã chã rơi. Khoảng khắc đó, tôi thấy tay chân và lòng mình lạnh giá. Như thể cơn gió mùa đông đã xuyên qua da thịt tôi, chạm vào lòng tôi. Tôi nắm lấy bàn tay của Giang đang chìa ra. Tay Giang cũng lạnh. Chúng tôi đã giữ tay nhau suốt mùa đông dài năm ấy, để đến khi mùa đông trôi qua,
Giang cũng đi xa theo gió đông bắc, tận phương trời xa. Lần đưa Giang ra sân bay, tự dưng tôi thấy mình hốt hoảng. Tôi muốn giữ Giang ở lại bên tôi. Trong giây phút đó, bên tai tôi chợt văng vẳng câu nói của Liêu trong buổi chiều anh gặp tôi ngoài quảng trường. Nếu yêu Giang, em phải chọn điều tốt nhất cho Giang, chứ không phải giữ Giang bên mình, trong khi giấc mơ của cả hai vẫn còn dang dở. Tôi ngồi xuống ghế, người giã ra. Máy bay cất cánh, lặn khuất vào trong mây. Mùa đông của tôi đã xa rồi, chẳng biết là quay về hay xa mãi mãi. Nàng giống Giang như đúc, từ dáng điệu dịu dàng đến phím đàn violon du dương trong đêm đông rét ngọt. Phía bên này, trên tầng gác mái, tôi khẽ lẩm nhẩm giai điệu của bài Nỗi nhớ mùa đông. Làm sao về được mùa, làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy. Một mùa đông nữa lại đến, mùa đông mang theo nhiều ký ức, cảm xúc, nỗi niềm. Tôi muốn nhắn tin cho Giang hoặc lấy một số điện thoại nào khác để gọi Giang, chủ yếu là nghe được tiếng nói trầm ấm của Giang. Cô em nhỏ của tôi giờ đây đã trở thành ca sĩ nổi tiếng, được săn đón, được hâm mộ bởi nhiều trái tim yêu nhạc trẻ. Còn tôi vẫn âm thầm nơi căn gác nhỏ điều hưu giữa lòng phố cũ chật chội. Những ngày mùa đông trong xa xăm thổn thức, từ một căn gác mái xa xôi nào, trong căn nhà cũ kỹ nào, của một thời đã xa nào, vọng một tiếng violon đệm nhạc cho bài hát của nhạc sĩ Phú Quang. Sang kéo đàn, tôi hát. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười. Bỗng nhớ cành buồm xưa ấy, chiều nay cũng bỏ ta đi. Giai điệu violon đã bay xa trong một chiều nắng trốn biệt sau nghìn cây lấp ló phố phường. Tôi tìm Giang trong bóng hình của người thiếu nữ đang đứng tì người vào ban công căn gác bên kia. Mắt ngẩn ngơ nhìn trăng, tay vịn tóc bay la đà theo cảnh gió. Giang không trở lại. Một chiều tôi nhận được tấm thiệp cưới của Giang. Tôi cười, nửa ghen nửa cầu mong cho Giang được bình yên, hạnh phúc. Đám cưới của Giang sẽ tổ chức ngay ngày Giáng sinh. Khi giai điệu Merry Christmas vang lên, Giang sẽ súng xính đi trong bộ đồ cô dâu trắng như tuyết trên ngọn đồi thông xanh phủ rợp dưới mây mờ. Đó cũng là đám cưới mà Giang và tôi đã từng ước ao. Ước mơ ấy cả tôi và em đều nhớ, chỉ khác là người nắm tay Giang trong mùa Noel ấy không phải là tôi mà là Liêu. Tôi thầm chúc Giang hạnh phúc. Có gì lạ đâu, mùa thu cây cầu đã gãy. Một sớm mùa đông, khi sương răng, mặt trời ngủ vùi chưa kịp tỏa nắng, tôi nghe tiếng đàn violon vang lên từ căn gác bên kia. Như đang nói gì với tôi, đối thoại cùng tôi bằng bài hát chỉ dành riêng cho mùa đông, cho Giang, cho tôi, cho em, cho những linh hồn đã một lần hoặc nhiều lần vụn vỡ. Tôi mở cửa sổ vội vã nhìn em. Người thiếu nữ cười hiền với tôi, mắt nàng long lanh, trong đó chứa chất bao yêu thương như ánh mắt Giang lần đầu gặp gỡ. Tôi nhìn em, trái tim đập mạnh. Mùa đông lại đánh thức cảm giác hạnh phúc trong tôi, như cảm giác khi Giang thả cái hôn mềm lên má của tôi. Ngày xưa ấy, làm sao về được mùa đông? Đó có phải là tình yêu mà tôi dành cho nàng hay cái cảm giác thế thay? Đó là nàng hay là Giang? Như tôi huyễn hoặc. Tôi tự hỏi lòng mình như thế cho đến khi nắng đã lên lấp ló dưới ngàn lá xuân sao. Con phố cũ lại rôm rả nói cười, những cánh hàng hoa từ từ đi dưới cung đường uốn khúc. Buổi sáng mùa đông hôm ấy, có một người thanh niên sau bao vỡ vụn đã trốn chạy khỏi thành phố chỉ vì sợ rằng trái tim lại xốn sang một lần nữa. Sợ tình cảm mà mình dành cho người bên căn gác ấy là một sự thay thế,
người đi khuất bóng năm nào. Buổi sáng mùa đông, trong sương mờ răng lối, có người thiếu nữ đã lặng lẽ bước đi trên những con đường sao xác lá để kiếm tìm, đánh thức một trái tim đã nguội lạnh từ mùa đông cũ, để sưởi ấm cho nhau qua những mùa đông nối tiếp sau này. Còn lại gì sau một mùa đông? Tôi tự hỏi lòng mình như thế. Chiều đông lạnh, tôi trở về căn gác cũ. Phía bên kia, giai điệu violon lại vang lên, dài dặc trong gió nhẹ như tơ. Tôi mỉm cười nhìn sang, lòng an, bắt gặp ánh mắt nàng vẫn bình yên và long lanh như chưa từng trải qua vỡ vụn. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng, thôi đành du lòng mình vậy. Vờ như mùa đông đã về. Cha mẹ làm tám nghề này, về già con cái gánh hết nghiệp báo. Thưa quý vị, nhân quả là quy luật mà bất cứ ai cũng đều phải trải qua. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Nhân quả có thể đến sớm, cũng có thể đến muộn, và khi nó đến thì có hối hận cũng không kịp. Lúc đó, có kêu trời cũng vô dụng. Vì thế, trong cuộc đời, bạn nên cố gắng tu nhân tích đức, tránh làm những việc gây hại tới phúc báo của cá nhân. Đức Phật dạy có 6 nghề nghiệp độc ác là giết hại chúng sinh và gây khổ đau bệnh tật, hao tiền tốn của cho muôn người. Trải qua bao nhiêu kiếp, những người này vẫn phải gánh lấy hậu quả khổ đau. Có những người khi về già phải nhận báo ứng, trải qua bao đắng cay trên đời, con cái phải gánh chịu đau khổ vô cùng. Bởi vậy, khi làm cha làm mẹ, hãy tránh làm tám nghề này, để khi về già, con cái không phải chịu khổ. Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm những câu chuyện dưới đây, xem có đúng không, quý vị nhé. Nghề thứ nhất, buôn bán người và nội tạng. Bà Anh 61 tuổi, không có chồng, nhưng có một cô con gái. Khi xưa, bà và người yêu đã phát sinh quan hệ trước hôn nhân. Bà đã có bầu, nhưng về sau phát hiện người yêu có người đàn bà khác, nên bà quyết định chấm dứt và nuôi con một mình. Hiện tại, bà sống một mình, còn cô con gái chưa lập gia đình. Hai mẹ con bà sống tạm bợ qua ngày do kinh tế khó khăn. 11 giờ đêm, bà Anh trông kiệt sức khi trở về căn nhà siêu vẹo của mình. Một căn phòng nhỏ xíu, gần một cống nước thải bẩn thỉu, tại một trong những khu ổ chuột ở Cần Thơ. Bà đã trải qua một ngày dài ở bệnh viện đa khoa giấu tên. Bà là một trong những người chuyên săn thận, dù đã về hưu, nhưng vì lòng tham nên bà vẫn tiếp tục làm chui với một vài đồng nghiệp cũ. Bà thường lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm ở những khu ổ chuột để tìm kiếm người có thể bán thận. Những gì bà làm là bất hợp pháp theo luật pháp Việt Nam. Hành động của bà cấu thành tội buôn bán người để lấy nội tạng, một tội hình sự nghiêm trọng có thể khiến bà phải bóc lịch mấy chục năm và bị phạt rất nặng. Tuy biết là thế, nhưng vì nghèo khó, bà bất chấp nguy cơ phải ngồi sau song sắt. Bà tìm người có khả năng bán thận và dẫn họ đi kiểm tra sức khỏe. Khi có đơn đặt hàng, mỗi lần đưa được ai đó đi kiểm tra sức khỏe, bà nhận được 10 triệu đồng. Những người định bán thận phải trải qua một loạt xét nghiệm và chụp X-quang trước khi có bất kỳ ca ghép thận nào có thể diễn ra. Quá trình chờ đợi có thể mất vài tháng, nhưng điều đó mang lại cơ hội kiếm bộn tiền cho bà. Hiến tặng nội tạng sẽ được coi là hợp pháp với điều kiện người hiến và người nhận phải có quan hệ ruột thịt, bao gồm cha mẹ, con cái, anh chị em, ông bà, cháu gái và cháu trai. Nhà nước cho phép cả việc hiến tặng giữa những người không ruột thịt, không phải họ hàng, cả là người trong nước hay nước ngoài. Tuy nhiên, người hiến tặng phải chứng minh họ có quan hệ tình cảm sâu sắc với người nhận và hành động của họ xuất phát từ lòng yêu thương. Nếu không có mối liên kết về tình cảm, việc hiến tặng giữa những người không phải họ hàng là phạm pháp. Bà Anh đã làm công việc đó vài năm rồi. Bà cứ làm, kiếm tiền rồi chắt bóp để mong đổi được ngôi nhà mới cho hai mẹ con. Bà dường như cho rằng việc bản thân mình làm là điều bình thường và không ảnh hưởng đến tính mạng của ai.
Nhưng đến một ngày nọ, bà về nhà mà không thấy con gái đâu. Bình thường con bé chỉ đi làm 18 giờ tối là về. Vậy mà hôm nay 22 giờ, bà về mà không thấy con. Linh tính mách bảo bà có chuyện gì đó không hay. Bà liền đi báo cảnh sát tìm con. Nhưng cảnh sát bảo mới mất tích vài tiếng, chưa thể tiến hành điều tra. Bà đành quay về và cố gắng gọi cho con, nhưng toàn thuê bao. Sáng ngày hôm sau, bà lại quay lại đồn. Lúc này phía công an thông báo rằng đêm qua họ nhận được tin có một cô gái bị bọn buôn người đưa sang biên giới nước ngoài. Khi nhận được thông tin, họ đã đến ngay nhưng không kịp. Hiện tại họ đang tiến hành làm thủ tục điều tra tìm kiếm cần thiết. Nói rồi họ cho bà xem trích xuất camera ghi lại đoạn bắt cóc. Trong đó đúng là con gái bà đang đi làm về thì bị đánh thuốc mê và bắt đi. Bà khóc nấc không thành tiếng. Bao nhiêu việc bà làm cũng chỉ vì muốn con sống sung sướng hơn. Bà sẵn sàng phạm pháp buôn bán thận trái phép. Vậy mà giờ đây chính con gái bà lại bị bắt cóc và bán sang nước ngoài. Nỗi đau giày xé tâm can bà. Liệu bà có tìm được con gái không đây? Nhỡ con bị bắt đi để người ta lấy nội tạng thì sao? Con bé còn quá trẻ mà giờ đây bà nhận ra. Có khi nào chính nghiệp bà làm là thủ phạm đẩy con đến bước đường đó hay không? Có phải do việc làm thất đức của bà mà giờ đây không biết con ra sao? Bà ân hận vô cùng và quyết định đi đầu thú, nhận mọi hành vi sai trái mà bản thân gây ra. Bà bị kết án tù chung thân vì đã làm việc trong thời gian dài. Ngồi trong tù, hàng ngày bà vẫn chờ tin tức của con, nhưng không biết bà sẽ phải đợi đến khi nào. Thưa quý vị, buôn bán người và buôn bán nội tạng là một trong những nghề không có hậu, gây ác nghiệp nhất. Theo lời Phật dạy, ai làm việc này thường dùng thế lực tiền bạc, vật chất ép buộc, lừa gạt người có hoàn cảnh khó khăn, khiến họ tin tưởng rồi lợi dụng. Khi về già, làm những nghề này sẽ dẫn tới kết cục bi thảm. Bị bắt sẽ phải nhận án tù chung thân hoặc tử hình, khiến người nhà đau khổ, nhục nhã, bị người đời chửi rủa, sống cũng không yên thân. Con cái bị hành hạ, kiếp này sống trong đau khổ. Đừng vì những đồng tiền trước mắt mà bất chấp hậu quả. Nhân quả báo ứng là điều không thể tránh khỏi, quý vị ạ. Nghề thứ hai, săn bắn. Ông Hùng năm nay 60 tuổi, ở Lâm Đồng cho biết, công việc hàng ngày của ông là đi săn. Còn sức khỏe nên ông vẫn làm để kiếm miếng cơm qua ngày. Ông và vợ có hai người con, một trai một gái. Chúng đều đã dựng vợ gả chồng rồi, nhưng kinh tế cũng không khá giả gì, đủ ăn qua ngày thôi. Vợ ông ở nhà do mang bệnh nên cũng không làm được việc gì nặng nhọc, chỉ quanh quẩn ở nhà. Hàng ngày ông đi săn thú rừng về, lọc ra bán lấy tiền, để ở nhà ăn hoặc thích thì đi bán kiếm thêm. Ông săn chim, con gì ông cũng săn được hết. Công việc này ông đã làm được 20 năm rồi. Mỗi lần đi săn, ông đều săn lùng dữ lắm. Có đàn khỉ bị ông bắn hết sạch, không còn con nào trong khu rừng gần đó. Có hôm, ông đi săn hiêu. Nói chung, cứ con nào bán được tiền là ông không ngần ngại ra tay. Khi ấy, ông nghĩ có tiền thì mới sống được. Nghề nào mà chẳng phải sát sinh vì miếng cơm manh áo, nên chẳng sao cả. Đặc biệt, ông ưa thích nhất là việc săn bắn chim chóc. Nhìn những con chim bay lượn nhiều màu sắc, ông thấy rất bắt mắt. Ông chỉ cần dùng cái lưới chuyên dụng đặt bẫy, thế là cả đàn chim sa vào ngay. Tóm một mẻ là được rất nhiều. Sau khi bắt được, ông dùng que trúc xuyên qua đầu chim, đặt lên trên lửa rơm thui chín, làm sạch lông xong rồi đem bán ra chợ. Việc bắt chim này là nhàn nhất so với việc ông đi săn thú rừng. Số chim bị ông săn nhiều không đếm xuể. Ngày này qua tháng khác, ông cứ tiếp tục công việc như thế. Bỗng đến một ngày, cả gia đình ông, bao gồm cả con cái đã lập gia đình và cháu chắt, đều bị mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Da rẻ toàn thân tự nhiên thô ráp như vỏ cây, ngứa ngáy vô cùng, không sao chịu nổi. Phải dùng rơm khô đốt lên, hơi nóng cả người mới đỡ một chút. Sau đó, ông lại mắc thêm chứng bệnh đau đầu. Khi khám bệnh thì không ra nguyên nhân nào cả. Đi khám thầy thuốc, thầy chỉ
phải dùng que trúc đánh vào đầu. Cả gia đình ông giờ đây bị hành hạ bởi bệnh tật, con cái cứ ngứa ngáy như ghẻ. Đi khám bác sĩ, gặp đủ thầy này bà kia mà vẫn không khỏi dứt điểm, cứ tái đi tái lại. Đến thường mấy đứa con nít, gãi tuột hết cả da, xót vô cùng. Riêng ông bị chứng đau đầu hành hạ, đến nay đã hơn một năm rồi. Nhiều khi đau quá ngất lên ngất xuống, lại phải cầm que trúc đập mạnh vào đầu mới đỡ được. Giờ gia đình ông khổ sở quá, đang yên đang lành tự nhiên lại xảy ra cơ sự này. Từ khi mắc bệnh, ông không làm ăn gì được, ông dừng hẳn việc săn bắn. Hai ông bà già ở nhà trồng rau, nuôi cá sống qua ngày. Vợ ông mỗi lần thấy ông lên cơn đau đầu là thương lắm. Sức khỏe ông ngày càng yếu đi, bà quyết định lên chùa để cầu mong được Đức Phật che chở. Chứ đi khám mãi chẳng ra bệnh gì, đến tuyệt vọng mất thôi. Bà ấy than vãn, rồi sáng hôm sau vợ ông lên chùa. Bà kể đầu đuôi căn bệnh của gia đình cho sư trụ trì. Nghe xong, sư trụ trì mới nói: "Thế gia đình con làm nghề gì?" Bà nhà ông đáp rằng: "Chồng con làm nghề săn bắn hơn 20 năm rồi, đến giờ bị bệnh không thể đi làm được nữa." Nhà sư nghe xong lắc đầu thở dài: "Nam mô A Di Đà Phật." Và nói rằng: "Về mặt tâm linh, săn bắn chính là sát sinh, gây hại cho cầm thú muôn loài. Đây là việc làm vô cùng thất đức, để lại nghiệp nặng nề. Không chỉ riêng mình gánh, mà đời con đời cháu đều phải chịu nghiệp này, nặng lắm con à." Nghe xong, vợ ông như chết lặng. Hóa ra bao lâu nay con cái và chồng bị bệnh như thế là do nghề săn bắn của ông gây ra. Biết được sự tình, giờ đây ông hối hận cũng không thể cứu vãn được nữa. Ngày ngày vợ ông lên chùa thắp hương niệm Phật, cầu mong giảm bớt phần nào nghiệp báo của ông. Không biết các con ông có qua khỏi không, ông hối hận vô cùng. Quý vị thân mến, sát sinh, săn bắn động vật là việc làm vô cùng sai trái, thất đức. Có những người làm nghề này bao nhiêu năm, khi về già vẫn không nhận thức được việc bản thân đang làm là không đúng, mà vẫn tiếp tục. Hậu quả nhận về thật nặng nề, nghiệp báo có thể ập đến bất cứ khi nào. Muôn loài cũng là sinh linh, cũng có sự sống. Việc săn bắn động vật chính là cướp đi sự sống của chúng. Bởi vậy, hãy tránh xa việc làm sai trái kia, để bản thân không mất phúc và con cái đỡ khổ, đỡ phải gánh nghiệp do bản thân gây ra, quý vị nhé. Nghề thứ ba, cho vay nặng lãi. Ông Hùng là bác sĩ có tiếng ở bệnh viện lớn và phòng mạch riêng, không ngớt bệnh nhân. Ông kiếm được nhiều tiền nên cuộc sống gia đình vô cùng thoải mái. Vợ ông ở nhà nội trợ và chăm con. Lẽ thường, kẻ có tiền vẫn muốn có nhiều hơn. Thế nên bà bàn với chồng đem tiền cho vay lấy lãi. Ông bảo sao cũng được, miễn đừng để có chuyện xảy ra làm ảnh hưởng đến uy tín và công việc của ông. Bà nhờ người em trai đứng ra cho vay nóng với lãi suất rất cao để hưởng lời. Đối tượng vay nóng của bà thường là người nghèo hoặc đã cùng đường, không có tài sản giá trị thế chấp, để vay ngân hàng và cần tiền gấp cho những mục đích như bị tai nạn, chữa bệnh, bị thúc ép bởi một khoản vay khác, việc sản xuất chăn nuôi thất bại, thiên tai, hỏa hoạn. Mỗi lần không có khả năng chi trả, buộc phải mất tài sản vào tay chủ nợ, là lúc ông bà giàu thêm một chút. Ông bà có hai căn mặt tiền, rồi lại thêm một căn, hai căn khác. Bà không mủi lòng trước ai cả. Bởi theo bà, mình nghĩ cho họ thì ai nghĩ cho mình. Dù có người khuyên đừng làm cái nghề thất đức đó nữa, nhưng bà vẫn phải tranh thủ kiếm càng nhiều càng tốt khi còn có thể. Còn ông có đến N lần làm ngơ trước những bệnh nhân nghèo. Ông nói ông có quyền ấn định chi phí theo ý ông vì ông là bác sĩ giỏi. Có tiền thì đến, không thì tìm đến bác sĩ khác mà chữa hoặc mang về nhà chờ chết. Các con của ông bà học giỏi và ngoan nên ông bà hãnh diện lắm. Bà vẫn tâm đắc rằng nếu không nhờ tiền thì làm sao các con bà có điều kiện đi du học, rồi sắm xe con, thuê người làm, sống thoải mái. Ngày con trai út dắt bạn gái về ra mắt, một cô gái tỉnh lẻ, gia cảnh nghèo khó.
ông bà nói thẳng rằng cô đừng mong bước vào nhà này để hòng kiếm trác. Hơn nữa, cha mẹ cô không thích hợp ngồi xuống với chúng tôi. Cô gái cúi mặt khóc rồi chào ra về và mang theo đứa con của con trai. Con trai ông bà biết không thể thuyết phục được cha mẹ mình và cũng không thể rời bỏ người yêu, nên đã bỏ nhà đi cùng cô gái đó. Ban đầu, cô gái ấy vẫn khuyên anh quay về nhà, nhưng trước sự cương quyết của anh, họ đã đăng ký kết hôn và sống cùng nhau. Biết tin, ông bà tìm đến nơi làm việc của cô, gây áp lực với lãnh đạo để buộc cô nghỉ việc. Cô xin được việc làm ở nơi khác, họ lại tiếp tục làm khó. Cô cứ thế bị trầm cảm và sau đó mất vì tai nạn giao thông. Ông bà thuyết phục hết lời để con trai trở về nhà. Nhưng từ một người chí thú làm ăn, anh bỗng dưng đổi khác, chơi bời trác táng và bất cần đời. Ông bà cũng cảm thấy có lỗi với con nên không tiếc tiền cho anh gây dựng lại sự nghiệp. Liên tục bán mấy căn nhà và đất đai, đưa tiền cho con làm ăn. Khi biết tin con trai út mất vì sốc thuốc, ông bà mới biết bấy lâu nay anh chẳng làm ăn gì cả mà chỉ ném tiền vào ma túy và ăn chơi vì chán đời. Sau đó không lâu, ông bà đón nhận tin cô con gái bị cảnh sát nước ngoài bắt giữ và tuyên phạt hơn 20 năm tù vì tội sử dụng và buôn bán ma túy khi đang chuẩn bị hoàn tất chương trình thạc sĩ. Cô gái nghe lời xúi giục của gã bạn trai người nước ngoài và trở thành miếng mồi cho hắn lợi dụng. Thế là coi như họ đã mất đứa con gái duy nhất. Con trai lớn vừa mất hôm qua vì u não ác tính. Là bác sĩ nhưng ông cũng đành bất lực, không thể can thiệp gì để cứu lấy con. Công việc cứ cuốn ông đi hết bệnh viện lại đến phòng mạch, đã lấy đi bao năm tháng của ông. Ông miệt mài trải đời ở những nơi đó để kiếm tiền, cốt mong sao mang về cho con mình những gì tốt nhất. Thế mà giờ ông còn lại gì? Bây giờ thì ông tin nhân quả là điều có thật. Ông đã quyết lần này ông sẽ khuyên vợ không làm cái việc cho vay nặng lãi nữa và dùng số tài sản còn lại để giúp đỡ những hoàn cảnh không may xung quanh mình. Lần đầu tiên ông khóc, những giọt nước mắt ân hận. Thưa quý vị, cho vay nặng lãi là nghề không tạo hạnh phúc đích thực. Thông thường, chỉ những người lâm vào bước đường cùng mới chọn cách này để giải quyết khó khăn. Lợi dụng điểm yếu của người đi vay, chủ nợ cho vay tiền với mức lãi đắt cắt cổ. Lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng khác nào hút máu người đi vay, khiến họ như bị dồn vào đường cùng, thậm chí có thể bỏ mạng vì không trả nợ được. Do đó, không chỉ giới trẻ, mà khi về già làm những việc này thì sớm muộn cũng gặp quả báo thôi. Tiền mất tật mang, con cái ra đi, không thì cũng bị bắt giam, tù tội. Thậm chí, kiếp sau trở thành con nợ của người khác, bị hành hạ tột cùng. Nghe thôi đã đủ hiểu việc làm này tạo nghiệp nặng nề thế nào. Bởi thế nên, không được để lòng tham che mở mắt đi làm những việc thất đức như cho vay nặng lãi. Đó là khổ vô cùng đấy, quý vị ạ. Nghề thứ tư, buôn bán chất cấm, chất gây nghiện. Bác Hồng, 64 tuổi ở Bắc Cạn, chia sẻ về câu chuyện gia đình mình. Chồng bác trước đây do kinh tế khó khăn nên đánh liều buôn bán ma túy. Bán được vài năm, số người nghiện ngày càng nhiều. Gia đình bác từ đó có đồng ra đồng vào. Bỗng dưng một ngày, chồng bác qua đời vì một căn bệnh không rõ tên. Tiền trước đây kiếm được cũng đổ sông đổ bể hết lo chữa bệnh cho chồng. Chồng ra đi, để lại mình bác chăm sóc đàn con trong căn nhà còn mùi hăng hăng của xi măng. Từ khi chồng mất, bác Hồng phải kiếm tiền cật lực hơn. Hàng ngày công việc là trồng rừng, làm ruộng cũng khiến cho cuộc sống của bác dần đỡ cơ cực. Những đứa con được sinh ra trong sự vất vả của hai vợ chồng bác. Tuy phải lao động vất vả cực nhọc để nuôi con, nhưng cuộc sống của gia đình bác Hồng vẫn trôi qua trong sự yên bình ấm áp. Do kinh tế quá khó khăn nên những đứa con nhà bác Hồng cũng không được học hành đến nơi đến chốn. Cứ trở thành thanh niên là lại nghỉ học để kiếm việc mưu sinh. Chồng mất được 4 năm, gia đình yên ấm của bác Hồng bỗng chốc tan biến khi ma túy xâm lấn. Năm ngoái, cả gia đình bác đã choáng váng khi phát hiện đứa con trai lớn nghiện ma túy. Một điều đau đớn thay là dù đứa con trai này đã bị nghiện từ rất lâu, nhưng bác Hồng không hề hay biết.
Chỉ đến khi phát bệnh, bác Hồng mới biết rằng con mình đã sa vào con đường tội lỗi. Cố gắng đưa con đi cai nghiện để thoát khỏi ma túy, nhưng bác Hồng đã hoàn toàn bất lực khi con trai của mình đã bị nhiễm HIV từ lâu và đang ở trong giai đoạn cuối. Vài tháng sau, đứa con này đã ra đi, để lại trong bác Hồng một sự đau đớn và thất vọng. Bác vừa trách con, vừa thương con, nhưng bác lại tự trách mình vì đã không quan tâm đến con cái, để nó lạc chân vào con đường nghiện ngập. Đứa con đầu ra đi chưa bao lâu thì bác Hồng lại phải đón nhận một cú sốc quá lớn tiếp theo, khi bác phát hiện hai đứa con trai thứ của mình cũng nghiện ma túy. Những đứa con mà bấy lâu nay bác dốc hết sức lực nuôi dạy đều bị cuốn vào vòng xoáy của cái chết trắng. Đứa đầu đã ra đi, đứa sau lại mất tương lai vì ma túy. Trong suy nghĩ của bác Hồng chỉ là một nỗi tơ vò rối ren khi công an bắt đưa đi cai nghiện. Bác Hồng biết rằng đó là con đường duy nhất có thể giúp chúng thoát khỏi ma túy. Vậy là dù có ba đứa con trai đều đã trưởng thành, nhưng chẳng có bất kỳ đứa nào còn sống cùng với bác. Hai đứa đi cai nghiện ma túy, bác Hồng cũng căng thẳng, chẳng dám mơ ước về tương lai của chúng. Đơn giản vì ở đây có rất nhiều trường hợp sau khi đi cai nghiện trở về vẫn tìm đến ma túy. Biết là phải giúp con thoát khỏi ma túy, nhưng bác Hồng cũng chẳng còn cách nào để kéo chúng ra khỏi cơn điên loạn bởi khói thuốc trắng. Bất lực nhìn những đứa con của mình hao mòn từng ngày, trái tim của bác Hồng dường như đã tan nát. Người làm mẹ như bác chẳng thể nào đứng vững nổi khi ba đứa con của mình đều đã đánh mất cuộc đời bởi ma túy. Không còn con trai, bác Hồng sống với đứa con gái đã lấy chồng và ở ngay cùng làng. Nghĩ rằng sống cùng con để giúp nó chăm sóc con nhỏ, để hai vợ chồng thoải mái làm ăn. Nhưng nghiệt ngã thay, nay con gái và con rể của bác Hồng cũng chẳng thể kiếm được công việc nào trong sạch. Giống như một số hộ gia đình khác, con gái của bác Hồng cùng chồng đã buôn bán ma túy ngay tại ngôi làng ở khu đó. Số người nghiện gần như đông nhất của Bắc Cạn. Chính vì điều này mà việc buôn bán ma túy ở đây cũng đông đảo và khá tấp nập, kiếm tiền một cách phi pháp, gieo họa cho bao người khác. Chỉ sau một thời gian ngắn buôn bán, cả con gái và con rể của bác Hồng đã bị công an bắt. Tội của cả hai người đã quá rõ ràng và có thể bị kết án đến vài chục năm tù hoặc có thể chung thân. Vậy là bác Hồng vẫn phải sống đơn chiếc. Thấy đứa cháu ngoại trên tay, dòng nước mắt của bà Hồng chảy dài trên khuôn mặt hốc hác. Nghĩ về cuộc đời của mình, bác Hồng tự thấy tủi hổ vì cho đến bây giờ, trên tay bác chỉ là con số không tròn chỉnh, chẳng có gì sau vài chục năm lăn lộn, bươm chải với cuộc đời. Con cái khôn lớn tưởng sẽ là chỗ dựa cho tương lai, nhưng giờ đây chúng đều đã bị hủy diệt bởi ma túy. Giờ đây bác Hồng cũng chẳng còn sức lực để lao động kiếm sống như trước nữa. Có lẽ nào trước đây chính chồng mình là thủ phạm buôn bán ma túy, nên giờ đây nghiệp báo ập tới các con. Đứa nào đứa đấy đều phải chịu hậu quả nặng nề. Sống trong căn nhà mái bằng được đứa con gái xây bằng tiền mua bán ma túy, bác Hồng cảm thấy mình không cần nhà cao cửa rộng như thế này, chỉ cần một cuộc sống bình thường và các con của bác không vướng vào ma túy. Một ước mơ đơn giản nhưng lại quá xa vời với bác Hồng. Nhìn thẳng vào cuộc sống của mình, bác muốn kết thúc tất cả, không muốn sống để phải gánh chịu những nỗi đau đớn. Nhưng trên tay bác vẫn còn bồng đứa cháu nhỏ. Nếu như bây giờ bác buông tay, cuộc sống của đứa bé này cũng chẳng thể duy trì. Vậy là bác nén lại tất cả những nỗi đau vô bờ và phải sống tiếp để duy trì sự sống cho đứa nhỏ. Quý vị thân mến, các chất gây nghiện là nguyên nhân sinh ra các tội lỗi, làm mất trí tuệ của người gây ra tội lỗi, thậm chí phạm đến tội ngũ nghịch thập ác trên thế gian này, đều do sử dụng các chất gây nghiện quá độ, dẫn đến hôn mê mà tạo thành. Nhiều người khi về già không ý thức được việc làm sai trái, tham hư danh trước mắt. Chẳng những đối với những công việc công đức pháp lành cần phải làm, họ đã không chịu làm, mà chính những công đức pháp lành họ đã tạo trước đây cũng bị mất hẳn. Cuối cùng, chính những việc bản thân đã làm lại đẩy con cái vào đường tội lỗi mù mịt.
Bởi thế nên, dù làm gì, cũng hãy giữ cái tâm thật vững để đời con cháu không phải khổ, quý vị ạ. Nghề thứ 5, buôn bán thịt sống. Một cảnh sát làm ở Viện Pháp Y 26 năm đã thuật lại hồ sơ một vụ án con giết cha mẹ già như sau. Năm 2002, một chàng trai 28 tuổi nửa đêm ra tay giết chết cha mẹ hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này còn đang ngủ say thì bị con trai trói gô lại trên giường. Sau đó y cắt cổ họ, máu văng dính tường, rơi vương vãi. Hung thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Xem bề ngoài thì đây là một vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực, hoàn chỉnh, có đầy đủ nhân chứng, vật chứng. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay gây cãi. Tiếp đó, hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài, vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với hàng xóm láng giềng. Điều này có thể đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ, nhưng lý do sâu xa vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Có một tình tiết trong hồ sơ vụ án khiến mọi người phải suy ngẫm. Cặp vợ chồng nạn nhân mấy mươi năm có mở một lò giết mổ gà vịt. Họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát đạt. Khi đội điều tra ra chợ lấy chứng cứ, căn cứ theo lời những người ở hàng bên cạnh thuật lại, thì hai vợ chồng nạn nhân mấy mươi năm nay hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép. Sau đó họ kẹp chặt đầu gà rồi dùng dao cắt cổ chúng. Cả đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà kiểu này là do tổ tiên họ truyền lại. Đặc biệt, họ kinh doanh nghề này trước khi đẻ đứa con trai hung thủ. Như vậy, do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà vịt, nổi tiếng sát sinh, có kỹ thuật như thế, nên mới bị nghiệp ác, chiêu cảm lẫn nhau và sinh ra đứa con như vậy. Rồi họ chiêu ách nạn, bị chính đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến cho chúng ta kinh tâm động phách hay sao? Thứ 6, không làm nghề sản xuất và buôn bán rượu bia, các sản phẩm và dịch vụ gây nghiện. Rượu bia và các thứ gây nghiện sở dĩ bị nghiêm cấm vì nó là nguyên nhân sinh ra các tội lỗi, làm mất giống trí tuệ. Trên thế gian, nhiều người gây ra bao nhiêu tội lỗi, thậm chí phạm đến tội ngũ nghịch, thập ác, đều là do sau khi sử dụng các thứ gây nghiện quá độ, sinh hôn mê mà tạo thành. Chẳng những đối với những công việc công đức pháp lành cần phải làm, họ đã không chịu làm, mà chính những công đức pháp lành họ đã tạo trước đây cũng bị mất hẳn, để rồi chọn ngày thân tâm điên đảo, không biết làm việc gì. Hơn nữa, khi uống rượu say thì không thể tự khống chế mình. Trong việc sinh hoạt hàng ngày, họ thích gây gổ với người khác, sinh các thứ bệnh cho bản thân, tâm tính cuồng loạn, không biết hổ thẹn, không biết liêm sỉ. Đến nỗi, nhiều khi thoát hết cả y phục trên thân, đi đứng siêu vẹo, nằm vất vưởng đầu đường xó chợ, bị người chê bai không đếm xỉa đến. Tiếng xấu lan khắp mọi nơi, khiến người thân phải chịu khổ. Còn đối với các thứ gây nghiện như ma túy hay game, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, có người đã phải đi cướp của giết người, hoặc tự hủy hoại thân thể mình đến chết. Thứ 7, không làm nghề buôn bán thịt chín. Nghề buôn bán thịt chín là nghề lấy thịt chúng sinh nấu thành thực phẩm như phở, cháo lòng, hủ tiếu, bánh đa, bì chả, nem, vân vân. Nghề này cũng là nghề độc ác, người hành nghề này cũng đánh mất tâm tử bi. Có một ông chủ quán trước kinh doanh cá sông gà đồi. Thấy mấy nhà hàng thịt chó phục vụ khách không xuể, ông đã thuê địa điểm mới rồi mở quán ở phố chuyên kinh doanh thịt chó. Tuy nhiên, đúng lúc công việc kinh doanh thịt chó phất lên thì vận rủi liên tiếp đổ xuống gia đình ông. Đầu tiên là chuyện xảy ra với người con trai lớn của ông. Là người ông hướng theo nghề, tiếp tục nối nghiệp cha, quản lý kinh doanh thịt chó. Vào năm 2000, khi người con trai của ông chủ này đang tóm con chó từ lồng ra để đập chết làm thịt, thì vô tình bị con chó này cắn vào tay. Vết cắn sức nhẹ nên anh này chẳng thèm để tâm. Thế nhưng, con chó cắn anh
lại là con chó dại. Chừng một tháng sau, anh này lên cơn dại, sủi bọt mép và chết trong một bệnh viện nổi tiếng ở Singapore. Dù gia đình không tiếc tiền đưa con ra nước ngoài điều trị, song vẫn không cứu được con. Vận hạn tiếp theo đổ lên gia đình ông là vợ bị tai biến, nằm liệt giường. Ngoài ra, rất nhiều gia đình kinh doanh thịt chó ở khu phố này đều không có hậu. Phần lớn là phá sản, thất bại về tiền bạc. Có gia đình con cái dính vào lô đề cá cược, cờ bạc nghiện ngập, nên dù làm ra bạc tỷ cũng trắng tay. Nhiều gia đình bỏ xứ trốn đi nơi khác vì bị bọn giang hồ chóc nợ. Thứ 8, không làm nghề chài lưới. Chài lưới cũng là một nghề rất độc ác, chuyên bắt tôm cá, giết hại loài thủy tộc và sử dụng các loại như đặt dọ, lờ, chài, lưới, vó, câu, vân vân. Chuyện xưa kể rằng có một vị hòa thượng trước khi xuất gia chuyên săn bắt rái cá. Một ngày nọ, ông vừa ra ngoài đã săn được một con rái cá. Sau khi đã lột bỏ da quý của nó, ông đặt con rái cá còn sống lên một bãi cỏ. Buổi tối ông quay về chỗ cũ nhưng lại kiếm không được con rái cá. Ông quan sát thật kỹ, phát hiện trong đám cỏ có dính một chút máu. Vết máu dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó. Khi đến gần hang, ông ngỡ ngàng giật mình. Thì ra con rái cá chịu nỗi đau hành xác mất da, chạy về hang của mình. Ông tự hỏi, không hiểu tại sao con rái cá lại làm như vậy. Khi ông ta lôi con rái cá đã tắt thở ra, mới phát hiện hai con rái cá con vẫn còn chưa mở mắt. Chúng đang ngậm chặt vú của mẹ, vốn dĩ đã chết lâu rồi. Nhìn cảnh tượng ấy, ông bàng hoàng và chợt ngộ ra, từ trước đến giờ ông chưa hề nghĩ đến động vật lại có tình cảm mẹ con thiêng liêng đến thế. Ngay cả con người khó có thể làm tốt được. Trước lúc chết vẫn còn nghĩ đến con thơ bú sữa vì sợ con mình đói. Nghĩ tới đó, nước mắt ông rơi, cảm thấy tội lỗi, xấu hổ cho hành động của mình. Vì vậy, ông đã đem hai con rái cá con về nuôi. Rồi khi nó lớn khôn, ông thả nó về thiên nhiên. Sau đó, ông quyết tâm xuất gia để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Kênh Vạn Điều Ý Nghĩa xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.